Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã đến với chương trình của Vcow Television. Thưa quý vị, và cũng là chương trình điểm tin trong ngày của phần trình bày của Trọng Nghĩa trong ngày hôm nay, thứ Sáu, 19 tháng 4 của năm 2024. Chương trình điểm tin trong ngày cũng đến với quý vị trên YouTube và trên Facebook của Hoa hậu Ánh Lê Official và trên YouTube cũng như là Facebook của Vcow TV mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu qua phần trình bày của Trọng Nghĩa. Và hôm nay là ngày thứ Sáu, 19 tháng 4. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong ngày muốn gửi đến quý vị đó là ông Donald Trump không đủ sức hoãn vụ kiện bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Tin đánh đi từ Washington DC. Hôm thứ Năm, 18 tháng 4, cựu Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong nỗ lực đình hoãn hàng loạt các vụ kiện cáo buộc ông kích động cuộc bạo loạn nhắm vào Điện Capitol, giữa lúc cựu Tổng thống còn phải đấu tranh với vụ án hình sự can thiệp bầu cử năm 2020 tại Washington, thông tấn xã AP đưa tin như trên. Thẩm phán của tòa án sơ thẩm là Amit Mehta tại Washington đã từ chối yêu cầu của luật sư bào chữa về việc tạm dừng các vụ án dân sự buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng của năm 2021 trong thời gian diễn ra vụ án hình sự, cáo buộc là ông đã âm mưu lật ngược sự thất cử trước Tổng thống Joe Biden. Đây là trở ngại pháp lý mới nhất của ứng cử viên Tổng thống được cho là của Đảng Cộng Hòa đang phải đối diện, trong lúc một vụ án hình sự riêng biệt liên quan đến các khoản bịt miệng được thực hiện trong chiến dịch tranh cử từ năm 2016 đang được xử bắt đầu vào tuần lễ này với tiến trình chọn bồi thẩm đoàn tại New York. Các vụ kiện do các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ và các sĩ quan cảnh sát bảo vệ Điện Capitol đưa ra vào ngày 6 tháng Giêng đòi bồi thường dân sự cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong cuộc tấn công, ngăn không cho Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Ông Trump tuyên bố là ông không thể bị kiện về vụ bạo loạn, làm cho hàng chục cảnh sát bị thương. Đồng thời ông cũng lập luận rằng những lời nói của ông trong một cuộc tuần hành diễn ra trước vụ tấn công Điện Capitol nhắc tới các vấn đề được công chúng quan tâm và nằm trong phạm vi quyền miễn trừ tuyệt đối của Tổng thống. Tòa phúc thẩm liên bang Washington ra phán quyết vào tháng 12 rằng các vụ kiện có thể được tiến hành, bác bỏ những tuyên bố hùng hồn của ông Trump rằng quyền miễn trừ của Tổng thống sẽ bảo vệ ông khỏi trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, tòa án cũng cho biết ông Trump có thể tiếp tục đấu tranh trong thời gian diễn ra các vụ xét xử để cố gắng chứng minh rằng các hành động của ông đã được thực hiện với tư cách chính thức là Tổng thống. Trong hồ sơ tòa án đệ trình vào tháng trước, các luật sư của ông Trump nói với thẩm phán rằng sự công bằng căn bản cho các bị cáo hình sự sẽ bảo đảm thời gian tạm dừng các vụ án dân sự cho đến chừng nào giải quyết xong vụ án hình sự bầu cử năm 2020. Các luật sư thì lập luận rằng nếu để cho các vụ án dân sự tiếp tục thì có thể buộc ông Trump phải chuẩn bị sẵn các chiến lược bào chữa trong vụ án hình sự. Mehta, thẩm phán được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, cho biết là công chúng quan tâm đến việc giải quyết nhanh chóng các vụ kiện dân sự bên cạnh vụ án hình sự. Và thẩm phán cũng cho biết thêm là tòa án có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để cho phép các vụ kiện tiến triển mà không vi phạm quyền tu chính án thứ năm, nhằm tránh để cho ông Trump tự buộc tội. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ dự trù sẽ lắng nghe các tranh luận do cố vấn đặc biệt Jack Smith đưa ra vào tuần lễ sắp tới về việc ông Trump đã tuyên bố rằng ông không bị truy tố hình sự trong vụ can thiệp bầu cử. Phán quyết này sẽ quyết định là liệu ông Trump có phải hầu tòa trong vụ án, cáo buộc ông vạch ra âm mưu to lớn nhằm duy trì quyền lực sau khi dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu đòi bãi nhiệm ông hay không. Thưa quý vị, sau đây là bản tin liên quan đến vấn đề giá thức ăn nhanh tại California đã tăng 7%, nhiều nhất trên khắp nước Mỹ. Tin đánh đi từ Orange County, California. Giá thức ăn nhanh ở tại fast food ở tại California đã tăng 7% trong vòng 6 tháng, nhiều nhất nước Mỹ, thậm chí trước khi lương tối thiểu của nhân viên kỹ nghệ này lên đến 20 đồng một giờ, theo trang web chuyên theo dõi giá cả. Nhật báo The Orange County Register đã đưa tin hôm thứ Năm.
18 tháng 4 như trên. Đó là kết quả phân tích của cuộc khảo sát của Data Essential về giá thức ăn nhanh, tức là fast food, trước ngày 1 tháng 4, ngày mà California bắt đầu nâng lương tối thiểu lên $20 một giờ cho nhân viên các hệ thống tiệm thức ăn nhanh lớn. Không chỉ có thực khách tại California mới bị tình trạng giá thức ăn nhanh tăng. Chi phí kỹ nghệ này hiện vẫn tăng, như là lương nhân viên, thực phẩm để nấu nướng, điện, gas. Tuy nhiên, giá thức ăn nhanh ở tại California tăng nhanh nhất trong nước Mỹ trong 6 tháng tính cho đến tháng 3 của năm nay. Nhưng mà mức tăng tại California không cao hơn nhiều so với tiểu bang xếp thứ nhì là Washington. Washington tăng 6.2%. Và tiểu bang xếp thứ ba là tiểu bang Kentucky tăng 6%. Tính trên cả nước thì giá thức ăn nhanh tăng 4.5% trong 6 tháng đó. Cũng cần nên lưu ý rằng giá đi ăn nhà hàng bình thường cũng đã gia tăng, nhưng tăng ít hơn. Giá đi ăn nhà hàng bình thường tại California trong 6 tháng đó chỉ tăng có 3.3%, nhiều thứ ba cả nước sau tiểu bang Hawaii và tiểu bang Washington. Giá đi ăn nhà hàng bình thường ở Hoa Kỳ tăng 2.4%. Theo lời các chuyên gia nhận định trên nhật báo Orange County Register, thì lương tối thiểu $20 một giờ sẽ làm thay đổi đáng kể kỹ nghệ thức ăn nhanh ở California. Tùy các hệ thống tiệm thức ăn nhanh đưa chi phí lao động vào chiến lược kinh doanh như thế nào và thực khách sẽ phản ứng ra sao với bất cứ sự thay đổi nào. Giá tăng là kết quả rõ ràng, nhưng có thể các tiệm thức ăn nhanh sẽ khuyến mãi nhiều hơn, nhất là cho các khách hàng trung thành. Vì giá thức ăn nhanh đang lên gần bằng với giá đi ăn của nhà hàng giá rẻ, cho nên các hệ thống tiệm thức ăn nhanh có thể phải cạnh tranh bằng cách hạn chế vấn đề tăng giá. Dịch vụ cũng có thể bị cắt giảm, chẳng hạn như là thực đơn sẽ bớt món để bớt nấu nướng và phục vụ. Các tiệm thức ăn nhanh cũng có thể giảm giờ mở cửa hoặc là nhân viên. Lương tối thiểu $20 một giờ cũng có thể là động lực để mà chủ tiệm thức ăn nhanh gia tăng dùng máy móc và dùng robot để thay thế cho con người. Và chắc chắn một số tiệm thức ăn nhanh tại miền cũng như là miền Nam mà miền Bắc California có thể phải dẹp tiệm vì lợi nhuận giảm do lương nhân viên tăng, thưa quý vị. Lương nhân viên thì được tăng, trong khi đó thì họ chủ tiệm thì cũng sẽ tăng giá của thức ăn lên, thành ra cái người chịu vẫn là cái người mà gọi là tiêu thụ, thưa quý vị, người đi ăn như chúng ta. Vâng, và trước khi gửi đến quý vị một bản tin cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì chương trình hôm nay được bảo trợ bởi Hành Lê Financial Group. Mời quý vị theo dõi sau đây phần bảo trợ của Hành Lê Financial Group. Hành Lê xin cảm ơn quý vị đã yêu thương và ủng hộ cho OC Capital Home và Hành Lê Financial Group trên hơn 20 năm vừa qua. Trong các dịch vụ mua bán tài trợ và tái tài trợ địa ốc, cũng như những dịch vụ về khai thuế cá nhân và khai thuế cho cơ sở thương mại và những dịch vụ về life insurance. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị.
đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị tại Hạnh Lê Financial Group. Chương trình điểm tin trong ngày hôm nay của phần trình bày của Trọng Nghĩa cũng nhận được sự bảo trợ của Malanzi Outlet, là một nơi mà quý vị có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng cao cấp về trang trí nội thất rất đẹp, rất sang trọng mà giá cả thì lại phải chăng. Mời quý vị theo dõi sau đây phần bảo trợ của Malanzi Outlet. Malanzi Outlet, một nơi mà quý vị có thể tìm thấy những sản phẩm trang trí nội thất rất đẹp, rất lạ, rất sang trọng và được bày bán với giá rất hạ. Quý vị đang tìm mua một bộ sofa, một bộ giường ngủ, một tấm nệm tốt và êm, một bộ bàn ăn cẩm thạch với những design nổi tiếng của Ý, những bộ đèn chandelier tuyệt đẹp quý phái hay một chiếc ghế massage hiện đại nhất của Nhật Bản với giá on sale. Xin mời quý vị hãy ghé qua Malanzi Outlet để xem, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy sản phẩm mà quý vị đang cần. Malanzi Outlet tọa lạc tại 7500 Suzy Lane ngay góc Hoover, thành phố West Minster. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần, thứ hai đến thứ sáu từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều và thứ bảy chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Có chương trình trả góp dễ dàng và giao hàng trong ngày. Malanzi Outlet kính mời. Điểm tin trong ngày hôm nay cũng nhận được sự bảo trợ của Glucabet, là một loại sữa theo dạng bột dành cho những người bị tiểu đường hoặc những người có triệu chứng bị tiền tiểu đường. Mời quý vị theo dõi sau đây phần bảo trợ của sữa bột Glucabet. Glucabet, sữa dạng bột, hỗ trợ cho việc giảm tiểu đường và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, có những chức năng và công dụng như sau: ổn định đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm tê chân, tê tay, tiểu đêm, mờ mắt, giảm mỡ máu, mỡ gan, cải thiện sức khỏe tim mạch, tốt cho trí não và tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, kiểm soát lượng đường, giúp ăn ngon ngủ ngon và giảm cân. FDA registered, được Bộ Y tế cấp phép GMP. Glucabet đang được bày bán tại Lê Hạnh Queen Home Shopping. Mua càng nhiều, tiết kiệm càng nhiều, kèm theo các quà tặng giá trị. Đang có chương trình uống thử cho người bị tiểu đường với giá đặc biệt. Xin gọi 714-290-1755, 714-290-1755 hoặc 949-682-6868, 949-682-6868. Quý vị muốn làm đại lý sẽ được quảng cáo free trên VCOW TV và VCOW Radio tại hai miền Nam và Bắc California. Xin gọi cho tổng đại lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết: 714-290-1755, 714-290-1755 hoặc 949-682-6868, 949-682-6868. Thưa quý khán giả, văn phòng của luật sư Từ Huy Hoàng với câu châm ngôn "The law is on your side" cũng nhận bảo trợ cho chương trình điểm tin của ngày hôm nay của phần trình bày của Trọng Nghĩa. Mời quý vị theo dõi sau đây phần bảo trợ của văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng. Cần tìm luật sư uy tín, đừng lo, có chúng tôi. Tại văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng, chúng tôi lúc nào cũng tranh đấu đảm bảo quyền lợi cho quý vị. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, luật sư Hoàng đã xây dựng được uy tín và thành công trong việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Chuyên môn của luật sư Hoàng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tai nạn cá nhân mà còn rộng rãi trong việc giúp đỡ các vấn đề liên quan đến di trú. Với sự am hiểu sâu sắc về luật di trú, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn đáng tin cậy về giúp đỡ cho các nhu cầu di trú của bạn. Đừng nghe lời chúng tôi, hãy lắng nghe những gì khách hàng đã hài lòng và chia sẻ. The law is on your side. Trong nghĩa quý xin được phép nhắc nhở quý vị nhớ subscribe vào YouTube và Facebook của Hoa hậu Hạnh Lê Official và YouTube và Facebook của VCOW TV để xem các chương trình Home Shopping Live trên Facebook và trên YouTube, cũng như là các chương trình điểm tin trong ngày của phần trình bày của Trọng Nghĩa mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trở lại với chương trình điểm tin trong ngày hôm nay qua phần trình bày của Trọng Nghĩa. Trong ngày thứ sáu 19 tây tháng 4 của năm 2024, thì bản tin liên quan đến một liên minh đã lấy đủ chữ ký trưng cầu dân ý sửa đổi cái Proposition 47 của tiểu bang California về nạn trộm cướp hàng hóa. Tin đã đi từ Sacramento, California. Một liên minh được công ty bán lẻ lớn như là Walmart và Target hậu thuẫn. Hôm thứ Năm 18 tháng 4, loan báo họ đã lấy đủ chữ ký để yêu cầu trưng cầu dân ý vào tháng 11 sắp tới về việc gia tăng bản án hình sự cho tội trộm cướp cửa hàng cũng như là buôn lậu ma túy theo ABC News. Californians for Safer Communities, liên minh lưỡng đảng gồm công lực, giới chức dân cử và các doanh nghiệp cho hay họ lấy được hơn 900.000 chữ ký ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý
về việc sửa lại một phần của Proposition 47 thưa quý vị. Đạo luật được cử tri bỏ phiếu tán thành trong năm 2014. Theo đó, giảm mức phạt đối với nhiều tội ác về tài sản và ma túy cấp độ nhẹ tại tiểu bang California. Mấy năm gần đây, Proposition 47 bị nhiều người chỉ trích cho rằng tiểu bang California quá nhẹ tay với tội ác. Proposition 47 được sửa đổi sẽ cho công tố viên thêm thẩm quyền truy tố nghi can trộm cắp tội đại hình và bắt buộc người chơi ma túy đi điều trị nếu không muốn ngồi tù, theo lời của ông Rex Turton, là Chủ tịch Hiệp hội Chánh biện lý California, nơi dẫn đầu chiến dịch vận động sửa đổi luật này. Chiến dịch này cũng nhận được sự ủng hộ của bà London Breed, là thị trưởng của thành phố San Francisco, và ông Matt Mahan, là thị trưởng của thành phố San Jose trên miền Bắc California. Phe chỉ trích nêu ra hàng loạt các vụ trộm cướp mới đây tại siêu thị và tình trạng chơi ma túy công khai ngoài đường làm bằng chứng cho thấy là Proposition 47 có khuyết điểm. Tháng 9 của năm ngoái, cơ sở Target đã đóng cửa 3 chi nhánh tại California và 6 chi nhánh ở các tiểu bang khác, lấy lý do là bị trộm cướp quá nhiều. Proposition 47 là sáng kiến với lại ý tốt nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn, ông Mahan cho hay vào hồi tháng 2 như trên. Một số người phạm tội ác trắng trợn mà không lo bị trừng phạt. Có người nghiện ngập ma túy nặng tới mức không chịu đi cai nghiện mà cứ sống khổ sở ở ngoài đường. Những nhà bảo trợ lớn khác cho chiến dịch này bao gồm Hiệp hội Cai tù, Mercy's Inc. và ông William Odenoff là thương gia và nhà tài trợ chính trị từng đóng góp cho chiến dịch vận động truất phế thành công. Ông Chisa Budin là chánh biện lý cấp tiến của thành phố San Francisco trong năm 2022. Quan điểm của hai thị trưởng San Francisco và San Jose trái với quan điểm của các nhà lãnh đạo dân chủ khác tại tiểu bang California, trong đó có ông thống đốc Gavin Newsom. Phe ủng hộ Proposition 47 gồm tổ chức dân quyền, luật sư công cộng và giới chức công lực. Họ khen đạo luật này giúp làm giảm đi tỷ lệ đi tù, sự chênh lệch về chủng tộc trong số những người bị bắt và chi phí ở nhà tù. Đạo luật này còn giúp chuyển ngân sách sang các chương trình phòng ngừa tội ác hiệu quả, họ cho hay. Công ty bán lẻ ở Hoa Kỳ cho biết là họ mất hàng hóa ngày càng nhiều, một phần là do nạn trộm cướp có tổ chức, cũng nhắm tới các sản phẩm đắt tiền lẫn đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng và sữa bột. Theo khảo sát năm ngoái của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, thì tổ chức thương mại bao gồm Walmart và Target, số lượng hàng hóa bị thất thoát chiếm 1.6% doanh số của năm 2022, tăng nhẹ so với 1.4% của năm 2021, nhưng bằng với 2 năm trước đó. Số lượng hàng hóa đó trị giá khoảng 112 tỷ Mỹ Kim mà trộm cướp cả bên ngoài lẫn nội bộ chiếm gần 2/3. Hàng hóa cũng đã thất thoát do bị hư hại và do lỗi quản trị. Los Angeles và San Francisco đứng đầu danh sách vùng đô thị Hoa Kỳ bị thiệt hại nặng nhất do nạn trộm cướp có tổ chức gây ra, kế đến là Houston và New York, tổ chức này cũng cho biết thêm. Thành phố Sacramento, thưa quý vị, California cũng nằm trong top 10. Và theo đề nghị của Californians for Safer Communities, công tố viên có quyền cộng dồn nhiều lần trộm cắp của các bị cáo sao cho vượt qua 950 Mỹ Kim để có thể truy tố về tội đại hình. Họ cũng đề nghị nâng bản án đối với tội trộm cướp có tổ chức hoặc tội trộm cướp tài sản hơn 50.000 Mỹ Kim. Ngoài ra họ còn đề nghị cho phép công tố viên truy tố tội đại hình đối với những người chơi ma túy phạm tội lần thứ ba. Phe ủng hộ đề nghị này cho rằng làm như vậy để buộc người nghiện ma túy phải đi cai nghiện. Và tính cho đến đầu tháng 4, chiến dịch yêu cầu trưng cầu dân ý sửa đổi Proposition 47 quyên được ít nhất là 5.4 triệu Mỹ Kim, phần lớn do công ty bán lẻ lớn bảo trợ như là Walmart đóng góp 2 triệu rưỡi Mỹ Kim, Home Depot đóng góp 1 triệu và Target thì đóng góp nửa triệu Mỹ Kim. Nay, giới chức tiểu bang và quận hạt có nhiệm vụ xác minh chữ ký trước khi đề nghị này được chính thức đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Và cũng theo quy định, đề nghị này phải lấy được ít nhất là
546.651 chữ ký mới có thể hội đủ điều kiện để đưa ra để mà bỏ phiếu, thưa quý vị. Và đó là một số tin tức liên quan đến Hoa Kỳ. Trọng Nghĩa vừa gửi đến quý vị trong chương trình điểm tin trong ngày hôm nay, trong ngày thứ sáu cuối tuần rồi, 19 tháng 4 của năm 2024. Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu thương các chương trình của Vicao TV cũng như là Vicao Radio, và đặc biệt chương trình điểm tin trong ngày do Trọng Nghĩa trình bày vào mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Kính chúc quý vị thời gian còn lại trong ngày thứ sáu hôm nay được bình an, nhiều niềm vui và hai ngày cuối tuần hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin hẹn gặp quý vị vào chương trình điểm tin trong ngày vào tuần tới. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.